Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Mỹ nhận định Ukraine khó hoàn thành mục tiêu phản công. Tình báo Mỹ cho rằng Ukraine sẽ không đạt được mục tiêu chiến lược là giành lại thành phố Melitopol trong chiến dịch phản công. Tờ Washington Post hôm 17 tháng 8 dẫn các nguồn tin am hiểu báo cáo của tình báo Mỹ đánh giá chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine khó đạt được các mục tiêu chiến lược gồm giành lại thành phố Melitopol do Nga kiểm soát và cắt đứt hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với vùng Donbass. Đánh giá được đưa ra dựa trên tình hình chiến trường. Trong đó, quân đội Nga thể hiện sự thành thạo trong xây dựng phòng tuyến đa tầng và chiếm ưu thế áp đảo về không quân. Các quan chức Mỹ dự đoán lực lượng Ukraine sẽ không thể tiếp cận Melitopol, địa điểm hiện nằm cách chiến tuyến hơn 80 km trong chiến dịch phản công. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối bình luận. Melitopol là trung tâm chỉ huy và hậu cần trọng yếu của Nga, cũng là điểm có thể chia cắt lực lượng của Moscow tại Kherson, Zaporizhia với vùng Donbass. Quân đội Ukraine mở chiến dịch phản công lớn từ đầu tháng 6 với hy vọng lặp lại thành tích bất ngờ trong đợt phản công ở Kharkov cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Kiev đã hứng chịu tổn thất nặng nề ngay trong đầu tuần giao tranh, để mất nhiều khí tài hiện đại của phương Tây như xe tăng chủ lực Leopard 2, thiết giáp M2 Radley và nhiều xe quét mìn chuyên dụng. Mỹ và Anh đã dự báo Ukraine sẽ chịu thiệt hại lớn, nhưng giới chức phương Tây tin rằng Kiev chẳng sàng sắp nhận thương vong như vậy để xuyên thủng được phòng tuyến chính của Moscow. Tuy nhiên, quân đội Ukraine quyết định chuyển về chiến thuật phân tán lực lượng để tiến quân trên nhiều khu vực và hạn chế thương vong, khiến đà phản công diễn ra rất chậm chạp. Giới chức Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc từng nhiều lần khuyến cáo Ukraine tập trung lực lượng lớn nhằm vào một điểm duy nhất nhằm tạo đột phá qua phòng tuyến Nga. Dù vậy, họ nhấn mạnh quyết định cuối cùng về phương thức tác chiến vẫn do Kiev đưa ra. Kiev đã huy động lực lượng dự bị chiến lược, các đơn vị sử dụng xe tăng Challenger 2 và Chiprut Stryker, nhưng vẫn chưa chạm tới phòng tuyến Surovikin. Tuyến phòng thủ đầu tiên của lực lượng Nga được xây dựng từ cuối năm 2002 theo lệnh của tướng Sergei Surovikin. Giới phân tích phương Tây đánh giá, năng lực phòng thủ của quân đội Nga đã vượt xa mọi dự đoán trong chiến dịch phản công của Ukraine. Yếu tố mang tính quyết định nhất cho đến nay chính là chất lượng của phòng tuyến Nga. Họ có nhiều thời gian chuẩn bị và đã làm tốt. Điều đó khiến Ukraine gần như không thể tiến lên. Rubley, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ cho hay. Tin kế tiếp, Nga bắt công dân Mỹ nghi là gián điệp. Tòa án ở Moscow thông báo bắt công dân Mỹ gốc Nga Jane Bechter với các cáo buộc gián điệp. Jane Bechter sinh ra và lớn lên tại St. Petersburg rồi chuyển đến Mỹ. Ông sau đó trở về Nga làm doanh nhân. Tòa án quận Lefostovsky, Moscow ra phán quyết giam Bechter với các cáo buộc gián điệp. TASS dẫn lời quan chức tòa án ngày 7 tháng 8. Interfax đưa tin Bechter đã đạt thỏa thuận với các nhà điều tra Nga và đối mặt án tù tối đa 20 năm. Giới chức Nga chưa công bố thông tin cụ thể về Bechter. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói chính quyền Mỹ đang thu thập thông tin về trường hợp của Bechter và không bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang theo dõi tình hình. Chúng tôi đã nắm thông tin về các cáo buộc nhằm vào một công dân Mỹ tại Nga, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong trường hợp công dân Mỹ bị bắt ở nước ngoài, bộ sẽ làm việc để cung cấp mọi hỗ trợ phù hợp. Bechter hồi tháng 9 năm 2022 lĩnh án tù 3 năm rưỡi vì liên quan trong vụ hối lộ Anastasia Alexeeva, trợ lý của cựu phó thủ tướng Nga Andriy Volkovyt, giai đoạn năm 2015 đến năm 2016. Alexeeva được cho là nhận hối lộ tương đương 4 triệu ruby, khoảng 96.300 USD, dưới hình thức các chuyến nghỉ dưỡng đến Thái Lan và Cộng hòa Dominica. Chính phủ Mỹ đang nỗ lực tìm cách để Nga trả tự do cho hai công dân là phóng viên WSJ Evan Zenkovic và cựu lính thị đánh bộ Paul Whelan. Giới chức Nga ngày 30 tháng 3
bắt Yanukovych tại thành phố Yekaterinburg, cách thủ đô Moscow khoảng 1.800 km về phía đông, với cáo buộc làm gián điệp phục vụ chính phủ Mỹ. Tòa án Nga ngày 23 tháng 5 thông báo gia hạn tạm giam Yanukovych đến ngày 30 tháng 8 trong lúc chờ xét xử. Tờ WSJ và Yanukovych đều bác bỏ cáo buộc. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Nga thả tự do cho Yanukovych, trong khi Nhà Trắng gọi các cáo buộc nhằm vào phóng viên này là lố bịch. Whelan bị lực lượng an ninh Nga bắt tại một khách sạn gần Điện Kremlin ngày 28 tháng 12 năm 2018. Moscow cho rằng Whelan có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland là gián điệp, bị bắt quả tang đang giữ một USB chứa thông tin bí mật. Ông bị tòa án Nga kết án 16 năm tù năm 2020. Tin tiếp theo, Mỹ chấp thuận chuyển F-16 cho Ukraine từ Đan Mạch, Hà Lan. Mỹ chấp thuận chuyển tiêm kích F-16 từ Đan Mạch, Hà Lan cho Ukraine để đối phó lực lượng Nga sau khi phi công Ukraine hoàn thành pháo huấn luyện. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan để đảm bảo với họ rằng các yêu cầu chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine sẽ được chấp thuận. Reuters ngày 17 tháng 8 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết: "Tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với việc chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine dưới sự hướng dẫn của những người có trình độ", ông Blinken viết trong thư. "Điều quan trọng là Ukraine có thể tự bảo vệ mình." Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc chấp thuận các yêu cầu sẽ cho phép Ukraine tận dụng tối đa các khả năng mới ngay sau khi nhóm phi công đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo. Ukraine đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất để chống lại ưu thế trên không của Nga. Đan Mạch và Hà Lan, hai quốc gia thành viên NATO, dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để đào tạo phi công cũng như nhân viên hỗ trợ, bảo trì và cuối cùng là giúp Ukraine có được F-16. Hai nước gần đây yêu cầu Mỹ chấp thuận việc chuyển giao này. Liên minh gồm 11 quốc gia dự kiến bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16 trong tháng 8 tại Đan Mạch. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Poulsen tháng trước cho biết nước này hy vọng sẽ thấy kết quả từ pháo huấn luyện từ đầu năm 2024. Sau nhiều do dự, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ hồi tháng 5 ủng hộ các quốc gia châu Âu viện trợ F-16 cho Kiev, đồng thời thông qua các chương trình đào tạo phi công Ukraine vận hành tiêm kích. Ngoài việc đào tạo ở Đan Mạch, một trung tâm đào tạo được thành lập ở Romania. Hai quan chức Ukraine tuần trước cho biết chỉ 6 phi công, tương đương một nửa trung đoàn không quân, đủ điều kiện tham gia phá huấn luyện vận hành F-16. Hai phi công khác sẽ đóng vai trò dự bị, sẵn sàng lắp chỗ trống nếu có người không thể theo học. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat hôm 16 tháng 8 thừa nhận sẽ không thể tiếp nhận tiêm kích F-16 để triển khai chiến đấu trong mùa thu và mùa đông năm nay. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nói rằng F-16 sẽ giúp ích rất ít cho Ukraine trong cuộc phản công hiện tại và không phải yếu tố thay đổi cục diện chiến trường. Bản tin thứ tư, Nga thông báo bắn rơi UAV tập kích Moscow. Phòng công Nga cho biết đã bắn hạ một UAV của Ukraine tấn công thủ đô Moscow, mảnh vỡ gây ra một số thiệt hại trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 8 thông báo trên Telegram về vụ tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái UAV được cho là do Ukraine thực hiện nhằm vào mục tiêu tại thủ đô Moscow và tỉnh Moscow bao quanh sáng nay. Sau khi bị các tổ hợp phòng không bắn trúng, chiếc UAV rơi xuống tòa nhà không có người ở tại khu vực kè Ranopreznenskaya, Moscow. Sergei Sotsanin, thị trưởng Moscow, xác nhận phòng không Nga đã bắn rơi chiếc UAV và mảnh vỡ rơi xuống khu triển lãm Expo Centra, làm hư hại một phần khu nhà, song không gây thương vong. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Kiev thường không nhận trách nhiệm về các vụ tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga. Thủ đô Moscow và tỉnh cùng tên gần đây ghi nhận nhiều vụ UAV tập kích mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện. Phòng không Nga ngày 10 tháng 8 bắn rơi một UAV tại khu vực quận Odinsovo, tỉnh Moscow. Bộ phòng Nga gọi đây là vụ tấn công khủng bố và cho biết không có thương vong hay thiệt hại liên quan. Điện Kremlin cho rằng chiến dịch phản công thất bại khiến Ukraine tuyệt vọng và thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và công trình xã hội trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó,
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo chiến sự đang đến với người Nga khi các đô thị mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này thành mục tiêu. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhail Podolyak cho rằng Nga sẽ hứng chịu thêm nhiều vụ tập kích UAV, đồng thời nhận định nước này đang phải nhanh chóng làm quen với một cuộc chiến toàn diện. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Tàu hàng đầu tiên rời Biển Đen giữa lệnh phong tỏa của Nga. Tàu hàng Joseph Chuk tới Thổ Nhĩ Kỳ thành công sau khi men theo lộ trình mới do Ukraine thiết lập trên Biển Đen để thoát vòng phong tỏa của Nga. Các trang web theo dõi giao thông hàng hải cho thấy tàu hàng Joseph Chuk treo cờ Hồng Kông đã rời cảng Odessa hôm 16 tháng 8 và đã đi vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ một ngày sau đó, bất chấp Nga đã áp lệnh phong tỏa hoàn toàn Biển Đen, ngăn các tàu hàng đến và đi từ cảng Ukraine. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Olesa Kurakov cho biết tàu Joseph Chuk đã mắc kẹt ở cảng Odessa từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine gần 18 tháng trước. Con tàu lần này khởi hành mang theo 30.000 tấn hàng hóa, trong đó các loại nông sản của Ukraine. Để thoát vòng phong tỏa của Nga, tàu Joseph Chuk đã di chuyển men theo lộ trình phía Tây Biển Đen, đi qua các lãnh hải các nước thành viên NATO là Romania và Bulgaria và đến lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara tuyên bố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tàu di chuyển qua eo biển Bosphorus và ra Địa Trung Hải. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tàu Joseph Chuk đã mang theo hành lang nhân đạo mới mà Kiev thiết lập sau khi Nga tháng trước rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và tái áp đặt các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa, đe dọa sẽ coi mọi con tàu hướng đến cảng Ukraine là phương tiện chở hàng hóa quân sự. Hải quân Nga gần đây nổ súng cảnh cáo và khám xét tàu hàng thuộc sở hữu công ty Thổ Nhĩ Kỳ trên Biển Đen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 17 tháng 8 cảnh báo Nga yêu cầu hải quân nước này không tiến hành những động thái tương tự để ngăn leo thang căng thẳng hàng hải. Ukraine hôm 10 tháng 8 công bố hành lang nhân đạo để hàng chục tàu mắc kẹt ở các cảng nước này đi vào Biển Đen, nơi đang giám sát chặt chẽ. Động thái của Kiev được thực hiện trong bối cảnh thế giới quan tâm tới các biện pháp đảm bảo tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc kịp thời cho vụ thu hoạch mùa thu này. Hải quân Ukraine cho biết đã đề xuất lộ trình mới này với Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO. Hành lang chủ yếu được sử dụng cho tàu dân sự đã cập cảng Chernomorsk, Odessa và Bydgoszcz của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu ngày 4 tháng 12 năm 2022. Khoảng 60 tàu hàng đã mắc kẹt tại các cảng Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch ở nước này. Do không chở lương thực, các tàu này không được ra khơi ngay cả trong thời gian Nga và Ukraine thực hiện thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Phần lớn thủy thủ trên các tàu này đã được sơ tán, để lại chúng cho các thủy thủ người Ukraine trong năm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới, cũng như trong tương lai sắp tới, sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, và hẹn gặp lại cả nhà vào những tin tiếp theo. Tạm biệt cả nhà.